Đang leo dài gỡ mày kim. Hình như Trung Thành đáng vô bờ vũ rồi phải. Tên đâu? À tên thấy rồi, thấy rồi. Tên. Có tên. Có tên là có tiền, ở gần rất đó. Xíu nữa chứ mấy, chưa? Lũng mà. Rứa mà cái không rớt. Ừ. Hai con đầy bao. Con nào lấy bị sư con mày. Ờ tên. Chưa thấy hành đi. Hành chét nè, có chét mắt đâu ơi. Chù cho bên nào dài với này luôn. Yếu gỡ. Bà Ni nữa nè. Ốc ốc mà để im, tao gửi mày ra chứ mày ốc ốc lên cái. Móng tay đem bấm hôm qua cái chữ bắt trục 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 khó gỡ có tận. Em bấm móng tay bấm sát cho cái bắt trục 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 khó gỡ. Mày bà chỉ có cách nứ mới nhanh mà thôi. Nhưng mà bất lứ. Tôm. Đó. Đó tôm nữa. Ừ con đi to này. Đã mọi người. Quá trời đã. Ừ con tôm to. Giá trị ạ. Giá trị. Gỡ lên bà. Ồ leo dai dưới luôn kìa. Tôm leo dai luôn kìa. Rì gì hôm hôm. Trời gì mỡ hòn cứng rớt ngắt. Tôi bò ngồi rung không. Vậy đó cái mùa to to này gửi cho nhanh thấy có này. Nó tới với cái lẹo này. À ừ. Chỏ nha. Giờ chu chỏ cái mua cái giò vậy nữa. Hầm nước giò xương làm hầm lên cái bắt đầu chả nó bắt đầu chiên. Nó bên cạnh giật nách. Tớp leo dài. Yếu gỡ. Không đường thoát quá luôn. Giữ cái chân miếng, cỏ chân miếng. Cứ cứng luôn chân. Yeah. Yeah. Nhúng miếng nước. Tập quanh. Đó, dài dữ luôn kìa. Chu cho. Mùa tập vừa tập to. Tập to này còn được chứ tập chút chút nữa thôi. Đè chứ không đè. Đè em kéo trước đi. Chị như bún nạp lớn mà. Gơ leo dài dữ luôn rồi kìa. Nát. Tớp. Không có tên, chưa thấy tên. Up.
Chốt chốt chắc cái sẽ thoát được ưu giờ dưới nó còn mới luôn. Đâm nó chạy xuống đáng lại nè. Đây lại được rồi. Cơm. Cơm. Cơm rất đạo rất đạo bữa. Đây. Em mà tự cơm đó. Thì bữa đó, bữa đó hết màu rồi thôi, thầy mình té té rồi ăn nha. Hấp miếng cháo. Chưa, bữa bán đồ mắc vô. 6.5 triệu bà. Cái 8 người uống 91 mùa đang trét luôn, đợi chưa. Giờ lấy em hồi nãy mà giặt giặt rồi, cái mùa đi ra. Mùa này lớn em khớp trước lắm. Mùa tôi đã trước đây. Mạnh tuần. Rì mà lớn rồi đã tầm lũng đào thế này. Mạnh nữa lắm. Hả? Giờ em có cái mông tàn khó. Mùa tớp. Rác chích 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 tới bao rồi đó tới thấy gì thấy gà nó có thấy mệt nữa. Tới lọ thì đâu hai dòng lấy tơ một xíu chứ mấy mà ai quá thì tấp nó vô đây rồi cái vô bờ gỡ chứ. Cảm thấy em ổng, cảm thấy em ổng là lão liền nha. Mấy bà đồ đi đi mà ăn tận hay bộ vô ăn làm dính nè. Anh có cái anh bóp nữa. Chưa thấy có ngát nè. Anh thấy có ngát cái ốc rồi vậy nè. Nước này chắc không có. Mùa. Đỡ bụng rồi. Bình gửi gì gửi không nữa. Sát cũng yếu đáo. Chủ chợ gì dài dữ đây. Mùa không còn được đi theo bay theo đoàn mà chứ nè lúc ghe cái mùa. Dạ. Mùa tới ụ dưới nữa kìa. Khu à. Khu à nhập. Mỏ là con dính rồi chứ gì nữa. Rồi cái phao vô đây. Nửa dạ. Ông là mùa. Có đá hồi mới quýnh luôn. Hả họng luôn. Châu vậy. Yếu ạ.
Cái lõa. Lõa này chiên là ngon thôi. Chiên kho nghệ. Chưa, tao đói chưa? To ngon ơi. Chú tẹt. Tôm này để cho em một chấm muối tôm này. Lọc nha. Gió rồi. Dạ. Rộng chứ. Tôm này anh rộng chứ. Được con một con chứ. Hả? À, là hết mùng rồi. Lanh quắn. Anh đi năm nay anh phải kiếm cái gì mà đặc sản của Như Ý rồi chứ. Mình muốn hả? À, bình dân thôi. Ừ. Ăn bình dân nó mới ngon, cái trừ mà quán mua cũng mấy mà. Thì đó, chợ cá này rồi nè. Chứ giờ mấy cái đồ kia thì quán môn cũng có rồi. Mình dân giả mà. Đồ mình đồ tươi nữa. Cần chứ. Mà cái này anh cứ nghĩ là mình đánh vô là mình bán rồi, tất nhiên là phải hơn rồi. Lời rồi. Trông cho có chứ. Ghẹ vô cũng ngon nữa. Em sẽ nấu được mà. Ok đó nha. Nấu nó nguyên nhà công ty bên cô. Ăn. Ừ. Thì để bà bóng bà phụ thôi. Ừ, chủ yếu của nữ. Nấu với lại bếp nam mà thanh niên vô lúc nào cũng nhanh hơn phụ nữ hả? Đặc biệt là đồ nhậu nên biết rõ. Chiếc gàm rồi. Gàm xuống rồi đó. Tớ đáng cạn cá. À, nổi phào luôn đó. Nào ngay giờ cũng nghe nhận nữa chứ. Có. Cửa nó bay quanh vô nữa luôn. Tôm. Tôm nhỏ. Có bè. Hả? Tại vì nãy chứ được tôm to. Giáo. Hả? Trễ gì mới đáng mà trễ. Chu vô cái nằm dài vậy nữa. Ngắt cái nào. Mà đang cứng làm như này nè mà. Cá. Làm thủ rồi.
Hai cửa khép rồi. Em thấy dính chùm luôn đó. Lò ra mà đi sắp lướt. Dạ. Có rác không? Thằng kèn, thằng Úc chưa thấy cái tớp. Tên tên mà chưa kìa. Tội. Rất rất rất. Rất là chưa hết rồi. Gơ mà tôm to. Kinh tên. Bí đạ tên. Chắc nuôi bữa trời ở ăn tách con mập nè. Tôm đi ăn tách xong mập. Gơ. Hả? Gỡ lên ba. Cầm tôm vô đỏ liền. Dạ. Lấy cái gà. Quay cái gà. Câu câu lục này. Tại này bình lực mới đâu có mua nữa mà. Tại này mới đâu có mua để ăn gì. Cái gì vui với bình lực mới đâu có mua nữa mà. Này, đó đó, ủa, cái tớp đứng cái lưng đi tớp không ơi. Mồm đá còn dài như cái tớp này cua thứ bữa. Cho nên đang trống lưới cho anh mày. Cho nên đang trống rồi chứ. Sạch lưới rồi mày. Bún ra cái lò đó cái kinh nó điển đâu. Cái giáo liền kinh. Cơn. Rồi nắng lên rồi. Một giờ vậy thôi. Tớp. Anh em thấy có đù rồi chứ. Đù sát là chưa thấy. Hành rồi đâu trơn. Được ít con bò quýnh bỏ chả trơn. Bác có hành đầu đoạn bỏ chả trơn. Còn nó hành đầu đàn á. Dạ. Đó đó. Chiếc chữ mới giáo đó, có cơm. Leo dây, có cơm. Có tôm không cậu? Đều tôm không chưa? Có gì đi? Có nát. Vô mày vô mà ăn mình đi rồi rồi được lử rồi thấy gì trơn không thấy gì trơn tôm 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 có rác không được ký tôm nha mai. Tôm 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 nhỏ. Ừ. Lọc tôm lọc lưới. Lưới. Lưới.
tớp. Đang đang có bà cứng luôn. Dính một rớt lớn xuống người bà dính rồi. Chi bún cái tẹt đó đập sáng rồi bún gì nữa bún. Ừ. Giả đi bà con. Tớp chết luôn. Thấy được hả? Nè quá chị. Nó có gì không? Ông biểu đừng đá, đừng chết đá. Tớ đá một xóa có mùa không? Vậy được mấy con? Mấy con? Con có ốc. Ốc bỏ can, bỏ con ngốt. Ốc to. Nếu bây giờ lấy tôi không cá, đá một câu cho người. Ốc được ha. Nhưng mà năm thái câu ở đây. Ốc mình thay ra. Ốc to chứ. Ốc lưới em lưới tròn nè. Lưới mình lỏng đây. Lên lỏng. Đang rát này không có được, đang đây thôi. Đó cậu hết đi. Cái này rốt đi. Nó rốt nào dữ không? Đó. Đập lên cái thấy rốt. Tao lấy cậu không chút vô nữa. Ok, đợi đủ ăn về rồi bọn ơi. Thôi rồi, rứa náo gì nó cho chó ăn được mà. Nấu cà xanh nữa thì cái đổ cho chó thôi chứ. Tớp không. Thảo lụm, lưới anh mảnh con lụm. Lưới em kìa phải chắc. Mà lưới em dính rót. Ốc nè, thôi trời. Núa quá vô đáng nhưng mà chí chí. Mới làm gúng ký vậy nè. Mình đã quay nó gúng rồi. Em cũng mang ha. Biết rồi. Gió nè, gió này anh nợm anh ba. Hư, gì ngay giật giật đi. Con tụng ghiền lắm. Là có cái ao này mua cũng là có đấy. Lạ kỳ. Có với liệt. Trùm á. Nằm á kìa, trừ với con nhã kìa. Trừ mà tớp còn nhã kìa. Mới vốn rẹt đó. Kìa, bắt thôi giờ đúng không? Gần sáng. Có liệt nó đó nhiều nhiều mới ngon. Ê, liệt này không ngon, liệt kia liệt trắng 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 kìa ngon không? Đây là hết lưới làm chục con tôm nữa. Đó, siêu phẩm. Gừa trừ với thêm một cái xác. Còn sống luôn mà. Tội. Đất giòn, đất giòn. Chị đây nè. Rót.
Giờ gùi nó vàng bác ơi, cái vàng ta to ký bác ơi. Được. Đợi đi. Trừ lên to. Đợi đi. Mày môi liền. Lõ tơ. Tính ra bà này đợt này ít chứ chứ. Chắc bà vô bờ rồi. Sương mù xuống rồi, kinh không? Xuống nhanh đâu ơi. Mới đây sương mù xuống rồi. Tập cơ. Tôm đó, tôm 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 tôm. Tôm tre. Mà tôm lưới nên nạt chì phao dai rồi đó, nghe cảm chát lưới hồi nãy rồi ta. Có gì đó, hương ngót nè. Chù. Chịu mày thấy á. Tưởng lèo dài chứ. Đố rồi ạ. Đập đập. Đồ biển hay biết rồi. Đang đồ trầy nó nhiều à. Dưới này ít đá. Dưới nó phải là rè xí xí xí. Gửi con ác nè. Rồi. Sương mù. Sương đã xuống rồi mọi người. Mọi người thấy sẽ sương mù xuống nhanh không? Ở trong bờ nhìn đã thấy tối thui rồi kìa. Nó bộ phút lại giờ đoạn bờ. Cứ có gì to kìa. Có gì to dưới nước kìa. Úp úp. Ở thật chỗ vậy phải nè. Ê. Thấy cờ rồi đây. Sương mù xuống nhanh luôn. Quặng cái tối thui như hôm bữa nó ngắt. Hả? Ủa, một em có ốc to mà. À, không to lắm. Vừa vừa. Vừa vừa. Ủa, chùm đôi luôn hả? Ốc vừa vừa. Nó lạ. Nó nằm với nước. Cái này nguy hiểm vẫn là hai cái xương rồi. Cái xương rồi. Ra cái xương nó là khỏe thôi. Lạ. Cái lạ. Chùm đôi. Chùm chiếc cái mùa. Mùa đáng quá, trác đạo nè. Cá gì đây? Mùa. Đầu mùa. Hết lưới rồi. Tắm
đó cả dây luôn. Cá mùa. Chưa thấy tôm lại. Cầm. Mạnh tôm. Tùng đạo à, cái dây cước à. Xí xà giáo con ngót gừ ngót to tôm eo con tôm là vui rồi. Tôm này ở quê mình hiện tại là bây giờ vô bán 600 không ba? Hả? Yếu hả? Triệu. Hử? Triệu. Hãy vô đây bán được mấy trăm? 700. Nè. 700 ngàn một ký. Cơ người ta to cơ, 25 con, 20 con là có 700 nghìn được. Nên mỗi lần có tôm là khỏe lắm. Nhanh có tiền. Chứ cá này thì gỡ mỗi tay vô bán có mấy chục nghìn. Như nãy giờ nay mình gỡ cá tớp nữa. Vô bán 30 nghìn một ký chứ. Cá mùa này thì có 40. Không bằng mấy con tôm. Chích một tôm to. Cái gì đây? Rồi một tôm to quá to. Một tôm dép. Tôm dép, tôm già kìa. Rồi cũng một tôm dép. Rồi cũng chừng rớt tôm dép. Tôm dép.